Nhân dịp năm mới, em có một chút quà nhỏ biếu gia đình mình. Mong gia đình mình sang năm mới có thật nhiều sức khỏe và thật thành công ạ. Đây là quà đầu năm chúc Tết cũng như là quà gặp mặt. Mong anh nhận cho ạ. Cái gì đấy? Cái này mà cậu gọi là quà? Trong đầu cậu đang nghĩ cái gì đấy? Hả? Dạ, ý anh là sao ạ? Này, cậu nhìn đi. Trong này toàn là đồ cũ rồi nhá. Chắc chắn là cậu mua ở chợ Bình Dân xong rồi cậu đem vào đây cậu gói vào nhá. Cậu coi thường gia đình chúng tôi như thế à? Hả? Không, không hề có chuyện đó đâu ạ. Chắc là anh hiểu lầm rồi. Chút quà này có vẻ là nó đơn sơ thật, nhưng mà đó là thành ý của em, nên em mong anh vào dương nhận cho ạ. Kìa anh, dù sao thì anh ấy cũng đã vượt đường xa xa xôi để đến đây gặp em, lại còn có lòng thành biếu quà Tết nữa. Anh đừng khó tính với anh ấy như vậy. Thành ý của cậu cũng to quá nhỉ. Thành ý của cậu lớn quá nhỉ. Tóm lại bây giờ là như này nhá. Cái hộp quà này cậu mang về cho nhà cậu dùng đi. Còn bây giờ mời cậu về cho, tôi không nhận. Ơ kìa. Anh đừng khó tính với anh ấy như thế. Dù sao thì anh ấy... Mày cấp mồm lại nhá. Tao còn chưa tính sổ với mày cái chuyện quay một thằng ăn ở đâu trên mạng về, xong rồi là còn bày đặt yêu đương nữa hả? Tuy là chỉ quen qua mạng thôi, nhưng mà cũng coi như là bọn em đã tìm hiểu nhau kỹ rồi. Ngày nào bọn em cũng gọi video với nhau thường xuyên nữa cơ. Chị đã làm sao hả? Cái chuyện đấy quan trọng lắm à? Mày bỏ ngay cái chủ nghĩa tình yêu mơ mộng ấy đi biết chưa? Anh có thể là không thích quà của tôi, nhưng mà dù sao anh cũng đừng nên mắng chửi em gái mình như vậy rồi để quà của tôi xuống đất như thế. Này, mày đang đứng trong nhà của tao, đây là em gái của tao, tao đang dạy em gái của tao, mày đừng có cho mồm vào biết chưa? Thì anh quá đáng rồi đấy. Tao mà quá đáng à? Thế mày quen một thằng khố rách áo ôm như này không phải là quá đáng với gia đình à? Nhưng mà em đâu có quan trọng người yêu của em phải giàu hay nghèo đâu. Mày không quan trọng nhưng mà tao và bố mẹ quan trọng biết chưa? Còn cả mày nữa, đi về đứng đây làm cái gì? Tôi đến để tìm Dương, và một khi cô ấy chơi đuổi thì tôi chẳng đi đâu cả. Mày, thôi được rồi, nếu như mày thật sự muốn ở lại đây ấy, thì mày vào mày quét cái chuồng gà cho tao nhá, dọn cho nó sạch sẽ vào. Nếu như mày làm tốt ấy, tao sẽ cho mày gặp em gái tao. Anh ơi, dọn chuồng gà là sao ạ? Mày câm mồm! Sao? Ý mày như nào? Tao thấy mày cũng có thành ý ấy, thế nên là bây giờ vào dọn dẹp cái chuồng gà cho nó sạch sẽ vào thì tao sẽ cho mày ở lại. Anh Toàn, bà mới giật cả mình, anh ra đây làm gì đấy? Tại em không thấy yên tâm nên là ra đây xem anh như nào. Em không ngờ là anh lại đồng ý dọn chuồng gà đấy. Không sao đâu, em là một cô gái tốt, anh làm mấy việc này cũng thấy xứng đáng mà. Anh là người ở trên thành phố, làm sao mà quen làm mấy việc này chứ. Như vậy là thiệt thòi cho anh rồi. Em đừng lo, tuy là anh ở trên thành phố nhưng mà cũng không phải là khá giả gì cả. Anh cũng là bình thường thôi mà, cho nên mấy việc này anh làm được hết. Và đổi lại nếu như là em, biết anh nghèo như vậy, em có yêu anh không? Em thấy anh là một người tốt và chân thành nữa. Nếu như có quay ngược lại thời gian thì em vẫn muốn quen anh. Được nghe câu nói này của em thì dù có dọn chuồng gà, chuồng lợn hay là dọn nhà vệ sinh, anh đều làm được hết. Này, vừa đi đâu về đây hả? Em đi dạo ạ. Đi dạo làm sao phải ấp áp úng như thế? Có phải là mày vừa mới đi gặp cái thằng khố rách áo ôm mới về đúng không? Anh không được nói anh ấy như vậy. Tao nói có gì sai hả? Tao cứ tưởng là mày quen được người giàu có này nọ như nào, cuối cùng nó được cái tích sự gì đâu hả? Này, tao ra lệnh cho mày lập tức nói chia tay với cả thằng đấy nhanh. Chẳng phải anh nói là nếu anh ấy chấp nhận đi dọn chuồng gà thì anh sẽ suy nghĩ lại việc chấp nhận anh ấy mà. Khổ lắm, tao nói như thế là để nó nhụt chí nó bỏ về. Ai ngờ đâu nó làm thật chứ. Nhưng mà như vậy chứng tỏ là anh ấy rất là có tình cảm thật lòng với em mà. Mày con dại trai này. Này, bố mẹ mày nuôi mày đến tận này tuổi hả? Để mày dại trai như thế à? Thật lòng mày được cái gì? Thật lòng có cơm có gạo không? Hả? Có tiền không? Anh lúc nào cũng tiền. Anh thích tiền như thế thì anh tự đi làm kiếm tiền đi. Không đi làm mà cứ chăm chăm muốn gả em gái cho người ta để lấy tiền thôi. Thực ra là anh mày còn bận đi đá gà, đi uống rượu, đi đánh bạc. Chứ thời gian đâu mà kiếm tiền, mày là em gái tao, mày còn phải có nghĩa vụ mày kiếm tiền cho tao chứ. Tôi không có người anh trai như anh. Cái con này, anh mày còn chưa nói xong cơ mà. Hả? Đúng là cái loại em gái mơn đết này nữa. Có chống cự cũng chả thay đổi được gì đâu em gái. Người anh trai thông minh này của mày ấy, có em gái vừa xinh vừa ngoan, phải bày cách ra mà kiếm tiền chứ. Phải vậy mới gọi là cuộc sống chứ. Này, đi gì không?
ai đấy? Dương à? Cô là ai đấy? Anh đừng có la lớn, kiểu người trong nhà nghe thấy đấy. Tôi đến đây để thăm anh. Cô đến thăm tôi nhá. Tôi cô có quen biết gì nhau đâu? Thì tôi là hàng xóm ở kế bên ý. Ban sáng tôi thấy anh ra đây dọn dẹp cái chỗ chuồng gà chú lợn này thì lạ lắm rồi. Sau đó tôi lại còn nghe được cái câu chuyện của anh nên là tôi thương cảm cho anh thôi. Cô thương cảm cho tôi sao? Mà tại sao chứ? Mà anh không thấy bọn họ quá đáng hay sao? Cho dù hoàn cảnh của anh như nào thì cũng không nên cho anh ở chuồng gà chú lợn như này chứ. Tôi mà là bà Dương kia, tôi từ mặt anh trai cô ấy lâu rồi. Dương là một người tốt và tôi tin là như vậy. Cô ấy cũng là bất đắc dĩ thôi. Chẳng qua là chắc là vì nể nang tình cảm anh em quá cho nên cô ấy mới làm như thế. Có sao đâu. Nhưng mà dù sao thì cũng không nên cho anh ở chỗ như này chứ. Đây có phải chỗ cho người ở đâu. Chút không cần gạy có là gì đâu. Tôi thấy vẫn bình thường mà, chả sao cả. Mà chắc anh đói rồi đúng không? Anh ăn đi. tôi cảm ơn cô nhé. Cũng may là anh Huy đi ngủ rồi. Chắc giờ này anh ấy đói lắm rồi đây. Sao lại có tiếng xôn xao cười nói ở trong kia nhở? Mà cứ như kiểu là không phải là một người vậy. Em đến rồi đấy à? Hôm qua không gặp được em, anh nhớ em lắm đấy. Bởi vì nhớ nên mới nói chuyện với người con gái khác cho đỡ nhớ đúng không? Em nói như vậy là sao? Em nói cái gì lạ vậy? Anh đừng có chối nữa. Rõ ràng là tối hôm qua chính mắt tôi đã nhìn thấy anh cười đùa rất là thân mật với Linh mà. À, thì Linh thấy anh vất vả cho nên đến đem thức ăn cho anh thôi, với cả là hỏi han vài câu thôi mà. Bỏ công tôi mang đồ ăn đến cho anh, còn định trò chuyện với anh nữa. Nhưng mà anh lại có mỹ nhân khác bầu bạn cùng rồi. Không, mọi chuyện không phải như vậy đâu. Em phải nghe anh nói đã. Mọi chuyện còn quá rõ ràng rồi. Không cần phải nói gì nữa. Tôi không thích anh nữa. Anh mau đi đi. Cái gì? Dương, em vừa đuổi anh đi sao? Đúng rồi đấy. Tôi cảm thấy rất thất vọng với anh. Anh mau đi đi. Tại sao em lại vô lý như vậy? Thế bây giờ Linh thì nói chuyện với anh, anh phải đuổi cô ấy đi em mới vừa lòng à? Anh nghĩ là tôi chỉ để ý đến cái chuyện còn con đấy thôi á. Tôi thất vọng bởi vì anh nghèo. Đến đây thì còn tặng quà Tết rẻ tiền nữa chứ. Đã vậy lại còn chấp nhận dọn cái chuồng gà này, đúng là rẻ mặt. Thế anh làm những việc này là vì ai? Anh tới đây với một tình cảm chân thật. Và tuy anh nghèo nhưng mà tình cảm của anh chưa bao giờ là thiếu cả. Thôi, anh thôi cái bài ca là anh nghèo nhưng mà anh giàu tình cảm đi. Anh trai tôi nói đúng, tình cảm không thể nào mà thay thế tiền với cả cơm gạo được. Dương, hôm nay em làm sao vậy? Thực sự là em rất khác hôm qua đấy. Tôi chẳng làm sao cả. Tôi vốn dĩ là như vậy đấy. Chẳng qua là anh chưa tìm hiểu rõ về tôi thôi. Tôi và anh trai tôi cùng một hạng người đấy. Tôi cứ nghĩ rằng chỉ cần em thật lòng thôi thì tôi có ở trường gà đi chăng nữa tôi vẫn chịu đựng được. Nhưng mà hóa ra tôi đã sai rồi. Tất cả là tự tôi đa tình mà thôi, đúng không? Đúng vậy đấy. Bây giờ anh biết rõ rồi thì anh mau đi đi. Vậy là hai ngày vừa qua tôi đã đặt niềm tin và công sức vào nhầm người rồi. Hôm nay trời đẹp thật đấy. Nhưng mà chẳng thể nào khiến lòng mình vui hơn được. Mình cũng là một thằng ngốc. Tự nhiên quen một cô gái trên mạng rồi lại buồn vì người ta đến như vậy à? Alo em à, giờ này mình có xe lên thành phố không em? Thưa anh, xin anh thông cảm. Hiện tại xe chúng em đang kẹt, vẫn chưa về tới ạ. Thế mình có chuyến nào không nhỉ? Thưa anh, mong anh thông cảm. Có thể là sáng mai chúng em mới có chuyến xe đi lên thành được ạ. Được rồi, thế anh cảm ơn nhé. Để anh gọi nhà xe khác. Anh Toàn, em làm gì ở đây thế ạ? Là cô đây à, sao cô lại ở đây? Em đang tính đi chợ Xuân, mua vài món ngon về đãi khách. Mà tại sao lại ở đây ạ?
Tôi bị đuổi khỏi trường Lợn luôn rồi. Bây giờ tôi đang bắt xe về quê. Mà nãy vừa gọi điện hỏi thăm thì không có chuyến. Vậy chi bằng anh về nhà tôi ở tạm đi. Như vậy thì có tiện không? Dù sao thì tôi với cô cũng chỉ gặp nhau có một lần nói chuyện thôi mà. Có gì đâu mà phải ngại. Chưa lạ sao quen mà. Kiểu gì thì anh cũng ở tạm nhà tôi thôi. Tớ bắt cóc anh đâu mà sợ. Nhưng mà... Thôi đi, mau về nhà tôi đi. Ở nhà tôi cũng đang học khách đấy. Xíu nữa anh về nói chuyện là hết buồn đi mà. Mời anh uống nước. Cảm ơn cô. À, mà hai anh em nhà họ thật là quá đáng ý. Ngày đầu tiên đến đã vứt quà Tết của anh đi. Đã thế lại còn đuổi anh ra xuống Lộn nữa. Bây giờ lại đuổi ra ngoài đường. Mấy cái chuyện đó tôi không muốn nhắc lại nữa. Được rồi, tôi không nhắc nữa. Mà tiện đây tôi cũng nấu ăn rồi ý. Tiện anh đang chờ chuyến xe về thành phố thì anh ở lại ăn cơm nhé. Nhưng mà như vậy có tiện không? Chẳng phải anh cũng không còn lựa chọn nào khác sao? Anh cũng đâu có biết đi đâu đâu. Thôi được, tôi cung kính không bằng tuân lệnh vậy. Hôm nay tôi làm thành công một hôm, rồi ngày mai khi mà có xe tôi sẽ đi ngay. Cảm ơn cô nhiều lắm. Anh ở đây chừng nào cũng được ý, không phải đợi vội đâu ạ. Mà thực chất tôi còn quên nồi thịt kho ở dưới. Anh ngồi đây đợi nhá. Hôm nay nhờ anh mà tôi mua được nhiều đồ như này đấy. Đâu có gì đâu. Tôi cũng muốn giúp cô một chút. Vì từ hôm qua đến nay tôi đã làm phiền cô nhiều rồi. Mà chừng nào thì anh định đi ạ? Chắc là phải ngày mai mới có xe cơ. Tôi gọi bên nhà xe rồi, tôi bảo là xe của họ bị hỏng, chưa sửa xong. Vậy thì tôi có thêm một ngày ở gần anh rồi. Mà hôm nay mình mua được nhiều đồ rồi đấy. Lát nữa em sẽ về nấu cho anh nhiều món thật là ngon nhá. Anh chứ không giống như ai kia tham phú phụ bần mà bỏ rơi một người tốt như anh. Nhưng mà nói qua thì cũng phải nói lại, nhờ người ta bỏ rơi viên ngọc quý nên tôi mới tình cờ nhặt được. Dù sao thì cũng cảm ơn cô nhé. Với cô thì là viên ngọc quý, nhưng với người khác thì cũng chỉ là viên sỏi vô tri thôi. Nhưng dù sao thì cũng chúc mừng cô. Là viên sỏi vô giá trị hay là viên ngọc quý thì vẫn chưa biết đâu. Bởi vì cô chưa từng nhìn thấy viên ngọc quý thật sự nên cô không biết hình dạng của nó ra sao. Nên khi ông trời cho cô viên sỏi thì cô vẫn nghĩ đó là viên ngọc quý. Tôi mong rằng cô sẽ không hối hận với quyết định ngày hôm nay. Tôi đã quyết định thì sẽ không bao giờ hối hận. Anh Toàn, anh sao anh lại ở đây ạ? Mau đi về nhà với anh ấy. Còn ngu à? Sao mày ngại đấy? Hả? Mày định phá hỏng chuyện tốt của anh à? Anh lúc nào cũng nghĩ đến bản thân mình thôi. Có bao giờ anh nghĩ đến người em gái này chưa? Mà sao lúc nào em cũng chỉ trách anh mày thế? Hả? Đến hôm nay mày cũng tận mắt chứng kiến cái thằng đấy ấy, chưa gì nó đã có người mới rồi. Làm sao? Hả? Tốt nhất đấy là từ bây giờ mày cứ ở yên trong cái nhà này. Đợi bao giờ mọi chuyện nó thành công rồi ấy, mày muốn cái gì anh cũng sẽ chiều, được chưa? Đến lúc đấy thì em làm gì còn gì mà mong muốn nữa. Mày lại ngu à? Tao nói cho mày biết nhá, mày khôn hơn thì mày ở yên trong cái nhà này, còn mày bước chân ra ngoài đường ấy, tao giết đấy. Mình nhớ là sáng nay đã mua đủ thứ rồi, thế mà tự dưng lại quên mất gia vị. Hay là tại vì có anh ấy nên là mình mất tập trung nhỉ? Cái gì nữa đây? Mà sao mặt mũi trông như bị ai đánh ấy? Đúng rồi. Cô bị anh trai đánh đúng không? Sao? Bây giờ đến đây để kể khổ cho cả làng để biết hay gì? Tôi đến đây không phải là để kể khổ. Tôi muốn nghĩ gì cũng được. Nhưng mà tôi có chuyện muốn nhờ cô giúp. Tôi nhớ ra hình như là mình đâu có thân thiết đến mức là nhờ vả giúp đỡ lẫn nhau đâu. Nếu như chuyện này có liên quan đến anh Toàn thì sao? Cô có gì với anh ý à?
tôi nói cho cô biết nhé. Anh Toán bây giờ là của tôi. Cô định chen vào phá hoại hạnh phúc của tôi ạ? Coi như là tôi xin cô. Tôi nghĩ là chuyện này cô sẽ có hứng thú đấy. Được, cô nói đi. Nhanh lên tôi còn về nấu cơm cho anh Toàn nữa. Cô định làm cái trò gì đấy? Điều này tôi cầu xin cô giúp đỡ. Nếu như mà cô không giúp thì tôi sẽ không đứng lên. Cô định dùng cái chiêu này để chèn ép tôi đấy à? Tôi không rảnh để xem cô làm trò đâu. Tôi có làm trò hay không? Tại sao cô không nghe tôi nói xong đã rồi hẳn đánh giá? Được, thế thì nói đi. Sao anh lại ngồi ở đây? Anh có tâm sự gì ạ? Quả thật là tôi có một chút tâm sự. Nhưng mà chuyện này cô không cần phải bận tâm đâu. Tại sao lại không cần bận tâm? Thì cô hãy giữ tự trọng. Anh đúng là một tên ngốc ấy. Cô ta đối xử với anh như vậy mà anh vẫn còn lưu luyến sao? Hai chuyện này là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Cô ấy đối xử với tôi như vậy nhưng mà không đồng nghĩa rằng tôi có thể tiếp nhận bất cứ một người con gái nào khác. Dù em có làm gì thì anh cũng không thể chấp nhận em được sao? Tôi sắp đi khỏi đây rồi. Và từ nay về sau tôi sẽ không bao giờ quay lại vùng quê này nữa. Chào cô. Tôi hoàn toàn thua cuộc rồi. Cho dù tôi có làm gì thì anh cũng không đáp lại đúng không? Tôi xin lỗi. Nhưng mà tôi chỉ có thể làm như vậy thôi. Trái tim này một lần rung động, một lần tổn thương vậy là quá đủ rồi. Nếu em nói một chuyện không như anh nghĩ thì anh sẽ làm gì? Cô nói như vậy là sao? Đây là bức thư Dương để lại cho anh. Cô ấy nói là sau ngày hôm nay hãy gửi. Nhưng mà tôi nghĩ là anh nên đọc nó. Cô ấy làm vậy mục đích là gì? Thật ra Dương không hề tham phú phụ bần. Cô ấy có nỗi khổ riêng. Cô ấy bị anh trai ép lấy một người giàu để anh ta có tiền rượu chè cờ bạc. Tại sao lại có chuyện như vậy được cơ chứ? Tất cả những gì trong thư là tâm sự của Dương. Anh Toàn thân mến, khi anh nhận được lá thư này thì có lẽ em đã là vợ của người khác rồi. Xin lỗi vì đã nhận tâm đối xử với anh như vậy. Nhưng thật lòng em không muốn như vậy đâu. Mong anh hãy quên em đi và sống một cuộc sống hạnh phúc. Hôn lễ của cô ấy sẽ tổ chức vào ngày hôm nay. Chỉ vài phút nữa là sẽ rước dâu rồi. Anh mau đi đi. Hai đứa phải sống thật là hạnh phúc cho anh đấy biết chưa? Dương! Cái thằng... Không sao đâu, đã có anh ở đây rồi. Em cứ tưởng là sẽ không được gặp lại anh nữa cơ. Em ngốc lắm, từ nay về sau đừng làm việc như vậy nữa có được không? Nào, con này, mày lại đây. Cái thằng này, mày lại đến đây để phá đám ghế của tao đấy à? Chỉ vì muốn có tiền để cờ bạc và rượu chè mà anh nỡ lòng nào bán em gái mình như vậy sao? Bỏ cái tay em gái tao ra. Em gái tao, tao thích làm gì thì làm, mày làm sao? Anh thật là ấu trĩ và ngu ngốc khi ông quyết định sai lầm như vậy. Mày, mày nói cái gì hả thằng kia? Tôi bảo anh là một thằng ngu ngốc thật sự đấy, anh nghe rõ chưa? Mày, mày. Anh ơi, anh có sao không? Dương, anh không sao. Anh chỉ muốn hỏi em là em có thật lòng yêu anh không thôi. Dù cho anh nghèo khó, anh không có tiền, em vẫn sẽ ở bên anh chứ. Em đúng là ngốc thật đấy. Gặp chuyện như vậy mà không nói cho anh biết, mà cứ âm thầm chịu đựng một mình à? Con Dương, ra đây cho tao. Cô ấy không có người anh tệ bằng như anh đâu. Còn mày thì sao? Mày tưởng mày tốt đẹp lắm à? Bây giờ tao gả em gái tao cho mày, một cái thằng nghèo kiết xác như thế thì cả đời nó phải khổ à, mày có biết không? Đây, anh nhìn cho kỹ vào. Cái gì? Mày là chủ tịch của SVM á? Đúng vậy. Cho em tất cả những gì thanh niên trai làng này có thể cho cô ấy, tôi đều có thể cho được hết. Úi trời. Này, nói cho mày biết nhá, cái tấm danh thiếp giả này lúc trẻ con nó cũng làm được. Mày định lừa một người thông minh như tao á? Không có đâu. Vậy thì được rồi,
Bây giờ anh đưa mã ngân hàng của anh ra đây, tôi sẽ chuyển khoản cho anh một số tiền, được không? Ôi dồi, tôi vừa mới nói nó đã chuyển vào đây 100 triệu thật này. Đó là quà dạng ngõ thôi. Và đây là bằng chứng xác thực nhất về việc tôi là chủ tịch cho con gì nữa. Và anh cứ yên tâm đi, nếu như cô ấy kết hôn với tôi rồi thì anh còn nhận được nhiều quà nữa cơ. Dạ, tôi đồng ý cả em gái tôi cho chủ tịch ạ. Dạ. Này, như nào, cưới xin xong hết rồi lại... Sao chăng cái gì nữa, bây giờ tôi hủy hôn, đi về đi. Đi về đi. Dương, em có muốn lên thành phố với anh và làm phu nhân của chủ tịch không? Anh làm chủ tịch mà lại giả nghèo giấu em. Anh phải làm như vậy thì mới tìm được một cô gái tốt như em chứ. Em đồng ý. Dạ, em mời chủ tịch vào trong nhà để mình bàn chuyện cưới xin cho em gái em ạ. Dạ.